Mến chào quý cô chú anh chị em nha. Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Mai Vàng 10 năm của em. Ngày hôm nay thì tiếp tục cuộc series em làm vườn. Ngày hôm nay thì em bắt đầu em đắp mô, em trồng những cây lớn ha cả nhà. Bữa giờ thì làm những cây nhỏ thì anh em mình cũng coi chắc không có đã lắm. Ngày hôm nay thì quyết định lên mô những cây hàng lớn. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay thì em sẽ được cả nhà mình ủng hộ nha. Ngày hôm nay thì đây, em trồng những cái cây lớn vậy ha cả nhà. Rồi chì cành, cây này cây dây vàng thì cả nhà anh biết rồi. Đây là phiên bản ha cả nhà. Đó. Kính chúc cả nhà mình có một ngày buổi tối xem clip nhiều niềm vui nha. Rồi bắt đầu đẩy ga đi anh em ơi. Giờ dời xe kia ga, giờ chỗ đường kéo ga chứ. Vườn em thì nó còn sơ sài lắm, tại vì mình cứ làm từ từ cả nhà. Làm một lần một thì nó quá trời nó căng. Bởi vậy thì em cứ làm từ từ, cũng chẳng biết nó tới đâu. Nhưng nói chung là tới đâu hay tới đó hay cả nhà. Ở sau nó còn bề bộn lắm nè. Còn cây cho cả nhà mình coi, cây đắp mô mà mỗi lần em đã làm đó. Ngày hôm nay thì đi vô nước dây, rồi em sẽ nuôi thả ha. Nè, nuôi thả, vô nước co đầu tiên, bung ra thả. Cái chi đó thì chưa có vô nè. Chi này chi cũng có luôn. Ê, cái chi phong kia sao mà lợp nó né qua bên phải quá ta. Cái nguyên tắc khi mà mình làm phôi á, thì mình lợp sau cái chi phong này nè, cho nó gần sau. Khi mà mình nhìn vô thì mình thấy những cái chi 1, 2, ha. Đã thấy không? Còn này chi này đá ra sau chi phong á. Hồi sửa lại cái này chắc mấy cái chi này cả nhà em không có bỏ đâu, em để đây cho nó nuôi tiếp ha cả nhà. Nó kéo những chất dinh dưỡng lên trên, nó dồn lên tiếp. Những cây phôi mà nó đang trồng thì mình yếu thì mình sợ, còn những cái cây mà trồng khỏe mạnh rồi cả nhà mình cứ nghe là em à, những chi này để luôn. Chẳng hạn chỗ này có cọng rễ nhỏ, chỗ này nó có chi này, cả nhà bỏ đó cho em luôn để cho nó kéo lên ha. Về sau cây nó dẫn nó nở ra lắm. Ở đây giờ anh em đang kéo những cái cây lớn ra. Tổng cộng thì em trồng cũng 4 cây hàng lớn ha cả nhà. Mấy cây này cây dây vàng đợt vừa rồi thì nói chung ra thì em giao lưu rất là nhiều, nhưng mà chưa có cái cây gì mà gọi là để lại. Mình làm dạng như là mình trồng thì ngày hôm nay lựa chọn cũng mấy cây đó. Hy vọng thời gian tới này thì những này nó sẽ phát triển tốt ha cả nhà. Đây, cái mô em đã đắp sẵn để đây cả nhà. Mô đây là những cái đất mà em khui những cái cây mà mini ra đó. Trời ơi, em còn nhiều mini lắm. Nói không? Cũng nhiên xe qua đi, ngã xe ra. Rồi sao để lên mô ngã xe ra luôn ta? Ừ, đó, cây nặng quá mình dùng mưu đó. Trời ơi, dùng mưu nữa chứ. Rồi, giờ tiến hành khui thôi cả nhà. Nói chung ra thì cả nhà mình cứ đắp cho em một cái mô. Nếu cả nhà mình có thời gian lắp luôn nguyên cái mô sao canh sao cho cái bầu nó bằng luôn, đắp vô. Còn đây em cứ đặt lên trước cái nè. Đó, xong cái em khui bầu xong thì em sẽ dỗ đất vô, em sẽ pha thêm mới chất trồng vô nữa ha cả nhà. Giờ mình chỉ đặt lên trên, mình canh sao cho vị trí thôi. Nói chung ra thì cái cách trồng phôi thì mỗi người thì đều khác nhau, nhưng có cái trồng mô này nè thì nó lại khác hơn chút xíu cách làm chậu. Thì khi mà cả nhà mình vô chất trồng thì nó chỉ có đất và một ít sơ dừa thôi. Em đang kiếm thêm mớ rễ dừa nữa vô em đặt vô này cả nhà. Cây quá khéo. Ngày hôm nay thì nói chung ra thì em trồng cũng nhiều cây cả nhà mình ơi. Đây một cây. Đây một cây. Đó. Và đây một cây. Còn đây một cây nữa nè. Rồi cây này giờ nó tốt quá, cây này thì mình không có khui bầu được nè. Cây này mình để đặt lên bầu cái là mình ủ vô xong thôi, mình khui cho nó lú đầu rễ ra đó cả nhà. Chứ còn những cái cây mà chưa ra lá thì cả nhà mình cứ khui mạnh tay không sao hết. Còn cây nào mình có lá rồi thì cả nhà mình chỉ khui nhẹ thôi. Nếu mà cả nhà mình khui mạnh tay nó sẽ xỉu. Nó xỉu cái dàn lá liền. Lúc đó thì những cái dàn tược nó sẽ bị hư thôi cả nhà. Quá trình làm cây này thì nó hơi lâu thôi cả nhà. Tại biết sao anh em quyết định khui đế ra, xong cái sắp đế lại hết nè. Quá trời dàn rễ nè. Ê, có cọng rễ này tôi thấy nó hơi bị dắt hả nghe chồng. Nè. Chưa khui. Bên em sẽ ghi xuống hết ha. Mình cứ khui, mình khui xong mình chừa cái cục ở trong nè, để mình sắp vô. Sắp vô cho nó gọi là nó tròn ụm nguyên cục đế luôn ha cả nhà. Xong rồi đó hả? Xong rồi. Đây nè, ở đây từ đây đến đó 3 cái nữa. 3 cái. Thẳng hàng giùm con nha. Đúng rồi, đắp trên miếng này luôn. Quá trời đế rồi chồng ha.
khô cành quá đã. Cái này cách này là em sắp theo kiểu của bên vườn anh Hoàng á cả nhà. Em thấy anh làm thì em cũng làm theo đây. Đó, mình cứ đắp rong hòn nữa, mình lấy dây mình ghì vô, cộng nào mà dạng như nó chéo quá là mình tận dụng được, thì mình tận dụng không được, chéo quá thì mình cắt bỏ luôn cả nhà. Rồi bây giờ nói chung vô em vô hôm đây em xả nhanh chút ha cả nhà, để em vô em làm tiếp với anh em cho xong cái này, tại ngày hôm nay trồng tới mấy cây lần cả nhà mình ơi. Thường thường anh em sẽ làm cọc tre, còn đây không có cọc tre, bắt buộc phải làm dây nhôm, chịu khó lấy dây nhôm bự xíu anh em ơi. Ở đây cả nhà, em đã định hình được cái dàn rễ xong rồi, cho cả nhà mình xem ha. Cây này thì hứa hẹn nó thời gian gần thôi, chứ nó không có phải là 5 năm, 7 năm, 10 năm gì đó, không có. Tại vì cái cây này á là nói chung 80% những cái bước quan trọng nó đã có cho rồi. Đế đẹp, thân thủ đẹp, cốt cành có sẵn ha. Nhưng mà trên cái cốt cành đó nó đã có những cái dàn gọi là chi cành cấp 2 á. Nè, mình về nhà mình lập xương ra cái xong rồi. Em cũng có một cây mai vàng mà em nuôi thành phẩm. Lúc đó thì em cũng nói cả nhà mình luôn ha, lúc mà em khui cái vườn này ra là 55, em bán cho anh trai ở Cao Lãnh 55. Thì em với ảnh thì lúc mà mua bán với nhau thì anh cũng có nói anh nuôi thành phẩm ra, rồi lúc đó Tài mua lại nghe Tài kêu dạ được. Thì mình mua theo thì cái mức giá, gọi là cái mức giá thì ảnh cũng phải có lời. Thì cái cây video trên này em sẽ gửi cho cả nhà mình coi. Cây này em bóc lại, cây này thì sẽ không có giao lưu trong giai đoạn này. Cây đó thì em sẽ gọi là hàng Tết đến á, em sẽ cho thuê. Cây đó thì em bóc lại là 65. Đó thì cả nhà thấy không? Bởi vì cái bước nuôi á, thì mỗi người thì đều khác nhau. Người thì thích nuôi thành phẩm luôn, người gọi là cái cây đường dài. Ê, đừng gãi trên đó, đừng gãi trên đó nghe không? Gãi dưới á, cho mô đất xong rồi gãi. Thì mỗi người cách dạng như là cách để sưu tầm cây để chơi. Em đây thì em đang làm theo cái mô hình của cái cây này, cây của anh Hoàng. Em làm theo cái mô hình với số lượng tầm 10 cây quay đầu thôi, chứ mình không có điều kiện mình làm nhiều cái này. Đó, cây đó thì cái cây video em sẽ mang về đây, em để tại vườn đây, gọi là cái những cái cây giữ vườn của em ấy cả nhà. Tại vườn mình mới làm mà. Rồi, quay lại tới vấn đề này. Vấn đề mà đắp mô này, thì cái lúc mà em trồng cây á, thì em có qua em học hỏi anh Hoàng, là anh Hoàng anh mới nói là em đắp mô xong, em rải cho anh một ít phân chuồng ở dưới nha Tài, chứ không được gãi lên trên cái dàn rễ. Tại dàn rễ nó dàn rễ mới, dàn rễ cũ, nó chưa có bắt rễ mới. Bây giờ em nên rải là rải cái ở dưới, để khi nào nó ra rễ rồi nó sẽ bắt nó ăn. Còn ở trên mà cái chưa mà trong, chưa mà. Ông lấy cái bình xịt trong pha kích rễ vô mới được. Có này vô rồi. Rải cũng được nữa. Anh em mình rải cho em một lớp sơ dừa mỏng ở trên vậy nè, cứ rải xung quanh vậy đi, xong cái anh em mình xịt thẳng kích rễ vô luôn. Đó, nó bắn rễ rất là nhanh hay cả nhà. Cái đó là cái kinh nghiệm trồng mô mai vàng của anh Hoàng, là một người anh thân thiết của em, cũng dạng như là một, nói nôm na ra cũng là dạng như là sư phụ của em vậy đó. Bởi vậy thì em học hỏi ảnh rất là nhiều hay cái nè. Đây, ảnh kêu cứ ra trồng đi. Đây, em lên mô xong rồi. Đó, thì em sẽ rải một cái lớp gọi là lớp sơ dừa ở đây, để cho nó bắn rễ hay cả nhà. Nó mồi rễ á, là mình sẽ kèm theo cái gọi là cái kích rễ. Bên này nói chung là tại mới rải sơ dừa vô, chứ rễ bên này nó còn đẹp nữa. Cây này thì bán gọi là cái cây bán thành phẩm cái nè. Cây này thì giá mà thành phẩm cây này gọi là cây đỉnh lắm á. Tại cốt cành nó muốn quá đẹp nè. Ngày hôm nay thì sẽ trồng 3 mô, 4 mô lần hai cái nè. Rồi, tiến hành thôi. Pha kích rễ vô đi chồng ơi. Rồi, thì như em đã nói rồi, cả nhà mình cứ rải cho em một lớp mỏng sơ dừa cả nhà. Rồi cả nhà mình phun cho em một miếng kích rễ lên ha. Cả nhà pha nó hơi loãng thôi, cũng không có cần thiết là phải theo nhà sản xuất đưa ra đâu, cứ phun cho em như vậy thôi. Còn ở dưới này nè, thì em sẽ lấy lớp đất em ủ đắp cái mô cho nó lớn thêm chút xíu nữa. Cái này chắc hồi nữa mình dùng cái bầu ươm nữa chồng ơi, làm bầu ươm đi chồng vậy, chứ ủ gì đất đất sao chịu nổi. Đắp lên tới ngoài này nè, cho nó dư ra ngoài này khúc nè, cho nó xéo cái gì nè, rồi xong lấy lưới kia chùm lại được rồi.
Tại này là cái zin của nó không? Ừ, không được nữa. Đâu có sao đâu. Rồi, xong một cây ha cả nhà. À, nói chung ra cách thức trồng thì nó cũng đơn giản thôi cả nhà. Cây thì khỏe mạnh vậy thì cả nhà mình trồng thì nó hiệu quả lắm, cây nó sống khỏe lắm ha cả nhà. Rồi đây, nói chung ra ngày hôm nay thì bên em đã đắp mô làm xong. Khi mà anh em mình trồng xong vậy nè thì tất nhiên thì cả nhà mình nên nhớ nè, thì những cái đất này nó sẽ lên cỏ, mà cách nào để không lên cỏ thì chỉ dùng những cái bạc diệt cỏ này ha cả nhà. Cây này là cây của em, còn cái cây này là cây hồi sáng cũng có anh em chốt nhờ chăm rồi nè, một cây nè. Cây này thì của một người bạn ở Sài Gòn, cây này thì em bán hôm bữa giờ đây chuẩn bị khui bầu ra, đang sợ trời mưa bởi vì anh em đắp cái mô xong sẽ khui bầu vô trong luôn, muốn lên trên thì trồng hồ nó tưới kích ghê thẳng luôn, trời đẹp quá. Còn cây này thì chốt cho một người anh ở Gia Lai. Ủa, quên, ở đâu ta, ở Đà Nẵng, xin lỗi. Cây này về Đà Nẵng cả nhà, anh đợi lên được xong rồi anh sẽ nhờ em vô được dây này kia. Nói chung là những hàng này thì em sẽ bán hàng thành phẩm ha. Còn một cây nữa em chuẩn bị cho đặt mô nữa là xong luôn. Ngày mai thì đang dọn dẹp là cho xong khu này. Nãy giờ đang đứng đây rất là lo lắng ha cả nhà, tại vì mưa nè, gió nè, quá trời à. Thì cái cách thức mà nãy nói chung thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có khó gì đâu. Tại vì những cái lô mai này nó cũng gọi là lô mai nó khỏe lắm. Cả nhà nhìn thấy những cái mặt cắt này, những cái bên em làm cả nhà thấy không? Đây có gì cả nhà mình trồng nó rất là khỏe nè. Đắp mô xong, rải một lớp sơ dừa mỏng, phun kích rễ vô trong luôn. Và cả nhà mình củ bầu đặt lên. Củ đặt lên xong rồi em sẽ dùng cái bạc diệt cỏ em đậy lại hết luôn ha cả nhà. Rồi xong cái dài mơi thì bên em sẽ che mát lại cái nữa để cho, tại nói chung là những hàng này cao cấp, hàng nó gọi là lớn tiền á, mình làm cho nó kỹ chút xíu nữa. Đang đập cái mô vô rồi cả nhà. Anh nhà anh thấy đẹp thì nhớ cho em một like, một cái đăng ký kênh để em có động lực làm những video mới hơn nha cả nhà. Và ngày hôm nay thì bắt đầu nhập cây vô. Em có nói là ngày hôm qua trên khu trong kia thì em sẽ làm một cái lô gọi là lô ôm đá để cuối năm nay thì em sẽ cho thuê cái nhà. Rồi giờ tiếp tục vô cây thôi chồng ơi. Đây, trồng mô thì nói chung ra thì những cái cây phôi á, mình trồng thì nãy giờ em có nói rồi, nhưng mà trồng mà cây mà có lá rồi á, trồng lên mô á, thì cái này là anh em mình phải theo cái cách này nha. Anh em thấy cây này nó lên lá xung xuê không? Nếu anh em mình khui mạnh tay thì nó tất nhiên nó sẽ bị xỉu. Xỉu thì tất nhiên là cái dàn lá non của nó đang đi nè, nó sẽ bị hư. Mình đợi lên cây mới mình mới làm được. Thì thay vì giờ là làm, mình muốn giữ lại cái dàn cây hiện tại của nó thì anh em mình khui sơ sơ đó cho nó lú nhẹ cái đầu rễ ra. Đây qua bên này cho anh em coi đó, đây em khui sơ sơ cho lú đầu rễ ra là được rồi. Còn cái đất zin trong này của nó nè, anh em mình nhớ vậy nè, nhiều anh em mình sẽ lầm tưởng nó hồi trường nguyên cái lõi đó là sao, về sau bị lì đất rồi sao. Hiện tại bây giờ cây em đang trồng trên mô hay cái nè, chứ không phải trồng trên chậu thì lì đất là mình sợ, còn đây là đang trồng trên mô đó. Mình thời gian về sau nữa thì nó sẽ thành phẩm đi, em bó bầu cái em sang chậu cái là xong rồi. Còn tương lai về sau nữa, cái mà gọi là cái năm tới hoặc hơn năm hai năm gì nữa mình thay đất á, thì lúc đó mình mới bắt đầu mình khui, mình tước hết lá, mình cắt bấm chi đầu là hết trơn đi, rồi mình làm theo hiện trạng về phôi là anh em mình mới xử lý cái dàn đất này. Hiện tại bây giờ cây thì em nói nguyên tắc á là mình đang trồng mô thì mình phải làm theo cái cách này nha cả nhà. Đây, giờ này cũng đang làm, mưa quá anh em ơi. Đang cho một cây tiểu cảnh ôm đá, anh em đang vệ sinh lại. Còn anh em sẽ khui cây này luôn ha cả nhà. Cây này là cây, có lẽ là cây em kết nhất á, mà em chưa đoán được cái dàn ôm đá nó như thế nào, y chang như là tù mù vậy thôi. Dàn bông nó thì cực kỳ đẹp luôn. Anh em đang vệ sinh lại. Cây này thì năm nay cũng cho thuê cả nhà, tức nụ quá trời luôn. Em đang vệ sinh lại cho nó đẹp đẽ. Đang dọn cây lại. Đây, vườn mai thì từ từ nó cũng sắp hoàn thiện rồi cả nhà ơi. Cũng sắp. Trời ơi, ở dưới này ký đá tuyết sơn tùm lum bên này không? Ở sau em thấy đính đá gì? Thạch anh nè. Đó, trên này cũng thạch anh luôn nè. Và quan trọng nhất là cái cục này thôi, quan trọng nhất là khi mà mình khui ra nó đẹp hay không. Đây có một cục đá này vệ sinh cái nữa đẹp ha. Cái này giống đá gia voi quá ta. Em vệ sinh trên này nè Phong. Vệ sinh trên này nè. Đó, vườn em thì từ từ nó cũng đẹp đẽ thôi cả nhà ơi. Cũng ổn áp áp rồi. Có chi này nè, hồi nó bẻ nó ra, có nút không? Có nút rồi chừa lại. Sợ nó không có nút thôi.
Rồi thả luôn đi, thả luôn đi. Nãy bắt cá được thả vô đây luôn. Em mới khui xong cây này nè. Rồi người ta thả cá, người thả cá nuôi mà em bắt từng con á, đừng thả cái ụt xuống. Cá này cá bên Nhật mới nhập về anh em. Trời ơi. Cá này có tên là con cá, ủa cá sà gần phải không ta? Cá rô phi, lộn rô phi. À, cái này hồ cá nè, cái nè, có hồ cá nè. Trọng trọng đứng bên kia cho anh em coi cái trọng. Đây, một cái ôm đá ha cả nhà. Cái ôm đá này thì mấy thằng này thì em cho thuê tiếp tục ha. Đó thì bữa thì nhiều anh em cũng nói là mấy cây này là để vô, trời ơi mấy năm trời là nó dính rồi, không có đâu cả nhà mình ơi. Nó công phu dữ lắm cả nhà. À, này có tiểu cảnh luôn nè. Em thì nhiều lắm, nói chung ra thì ngày hôm nay chỉ khui có cây này thôi nè, cây này cây lớn cả nhà. Anh em thì cũng đang thả vô đó. Cây này thì cuối năm nay thì dự định thì sẽ cho thuê cây dấu zin ha. À, anh em sáng giờ thì cũng đi trồng cây này, cây ôm đá đây tiếp tục nè. Còn cây này hôm qua em vô nước dây. Đống này thì ngày mai sẽ trồng, ngày mưa quá em không trồng kịp nè. Còn anh em mình hôm qua thì em có nói cái khu này em sẽ để một hàng, gọi là hàng mà cho thuê á. Hàng ôm đá cả nhà. Ôm đá nhiều lắm. Đang để dãy trong này đây nè. Mới mang về, ngày mai mốt nữa thì mình sẽ mang về cho đầy kính nữa ha cả nhà. Còn đám phôi thì hôm qua mới trồng thì em cũng để đây nè. Vô kiểm tra xem nó có gì đó thay đổi không. Cái búp này ngày hôm qua nó còn nhỏ, ngày hôm nay lên nè. Có mấy cái đầu đang đi hết rồi cả nhà. Đi hết rồi, có cái này hơi yếu. Cái này hơi yếu, bây giờ em đang để làm chăm. Sáng hôm qua cũng có anh em hỏi. Cái này hôm qua kịch dễ rồi. Ôi trời, quên nè, hôm qua quên xịt thuốc sâu nghe. Có cây này là em rất là ưng ý. Cây này là em bán rồi, xong cái em chuột lại cái nè. Em chuột lại là của người bạn, chứ mình bán cho những anh em khách lạ thì dễ gì mình mua được lại cái này. Cái này thì vô cái chậu tàu. Mà để hồi nữa em sẽ xem còn tấm hình á. À, trên này thì em sẽ ghép lên đây cho anh em mình xem. Cây cực kỳ đã. Cây này gọi là cây heo. Đó, thì năm nay thì bắt đầu làm vườn thì cũng chẳng biết nó có gọi là cái khả quan hay là không. Nhưng có cái trước mắt, cái gọi là cái suy nghĩ á, của em trước á, là em chỉ là gọi là mình làm này bằng cái đam mê. Cái đam mê cái nè. Đó, chứ không phải là mình nói mà mới làm đây mà mình thành công hay sao thì cái đó là chưa. Rồi, bao nhiêu năm nay thì em cũng thành công từ mai vàng. Nói chung thất bại cũng có mà thành công cũng có, mà năm nay thì cũng đỡ hơn những năm trước ha cả nhà. À, những cây ôm đá. À, còn bày hay lắm cả nhà ơi. Còn bày hay lắm. Ngày mơ nữa mà nếu ngày mơ thời tiết đẹp nữa thì mới làm xong ổn định cái nữa. Em còn làm cổng rồi làm thêm cái gọi là cái hàng rào bên này nữa nè. Nói chung ra vô đây thì cũng không vô được, nhưng có cái muốn làm cho nó kín lại cái nè. Đây, cho cả nhà mình coi sáng giờ những cái em trồng nữa. Còn mô nữa, còn mô nó chuẩn bị làm mà mưa quá. Đây. Đó, cái này của bạn. Có trong này chỉ có cây một thôi, có cây này nữa thôi. Cây này thì của anh em làm thôi. Đang đầu tư làm cái nè. Rồi chắc mình cũng dọn dẹp cho xong anh em ơi. Dạ rồi, đây là một cái góc nhỏ đam mê của em ha cả nhà. Vườn của em thì nó còn bé lắm, mong anh em mình coi và nhớ đừng có cười em nha. Em thì làm những lô ôm đá và những cái lô hàng lớn và những cái cây mà dạng hàng cho thuê năm nay. Hy vọng năm nay thì sẽ được cả nhà mình ủng hộ em. Rồi, đầu clip của em xin kết thúc tại đây. Quý cô chú chị đi ngang xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt.